Một bộ bàn ghế phòng khách nằm trong bộ sưu tập Versailles mang đậm phong cách cổ điển và rất phù hợp với những không gian phòng khách hoàng gia. Nói về nội thất Versailles thì mọi người có thể biết được là cái khi mà sở hữu cái không gian phòng khách theo kiểu Versailles này sẽ mang lại sự đẳng cấp, sang trọng và đặc biệt là quyền lực cho gia chủ khi sở hữu nó. Và bây giờ thì em xin mời mọi người cùng xem sơ qua một mẫu bàn ghế này nha. Như mọi người thấy trên màn hình thì bộ sản phẩm bao gồm 6 món là một đoạn dài, một bàn chính, hai ghế đơn và hai đôn trang trí ở hai bên góc. Sản phẩm được làm từ chất liệu là gỗ bích nhập khẩu từ châu Âu. Đây là một loại gỗ khá là cao cấp ở bên đấy và được dát vàng là full hết luôn. Trừ mặt bàn và bên hông ghế thì sẽ được cẩn veneer, một lớp veneer thường sẽ được sử dụng trong du thuyền hay là siêu xe hạng sang của những cái vị đại gia ha. Về phần bọc nệm thì được làm từ vải 100% là vải polyester được nhập khẩu từ Indonesia, rất là dễ vệ sinh hay là lau chùi. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm cho mọi người cùng tham khảo nha. Về cái kích thước chi tiết sản phẩm thì em sẽ để ở dưới phần mô tả cho mọi người cùng tham khảo cho tiện ha. Đầu tiên thì mình sẽ vào chiếc đoạn dài. Với cái kích thước khá là rộng, ngồi rất là thoải mái. Và cái bộ này em phải nói là siêu gối luôn ạ. Khi mà mọi người mua bộ bàn ghế này thì em sẽ tặng những cái gối ở đây. Và những cái phần ngồi ở đây á được làm bằng nệm rất là êm và dày. Và nói về thiết kế cổ điển hay là tân cổ điển á, thì mọi người có thể để ý là những hình ảnh đục chạm hoa lá tây khá là nhiều đúng không ạ? Về phần chương ghế nè, cái bộ này thì sẽ đục về phần chương ghế và về phần chân của ghế và chân bàn đó. Như đây là phần chương ghế được đục chạm hoa lá tây rất là sắc nét và kênh bông bởi những người thợ lành nghề tại Sơn Đông ha. Và cái phần chân ghế ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy một cái hình ảnh hoa văn với đục từ một cái khúc gỗ khá là dày dặn ha. Đây đó. Được dát vàng hết luôn cho nên là khi mà bỏ vào không gian nhã thì sẽ làm cho cái không gian đó trở nên nổi bật và sáng hơn. Và đến phần chân bàn, đây là một cái điểm đặc biệt của cái bộ bàn ghế này. Chân bàn phải nói là khá là cầu kỳ và bắt mắt. Đây có thể nói là phải tập trung hết vào cái phần chân bàn này để tạo ra một cái chân bàn hoàn hảo nhất có thể cho một bộ bàn ghế. Và tiếp đến là về phần mặt bàn. Thì như em đã nói ban đầu thì phần mặt bàn và phần bên hông của ghế sẽ được làm là cẩn veneer như thế này. Cẩn veneer và cẩn nu được dùng trong siêu xe hay là du thuyền hạng sang mà mọi người có thể bắt gặp. Đó, rất là sang trọng và bắt mắt. Và đối với những cái phần cẩn veneer như thế này và cẩn nu như thế này á, thì được làm thủ công 100% hết cho nên là nhìn nó rất là bắt mắt đúng không ạ? Đây. Và thêm một điểm đặc biệt nữa của bộ bàn ghế này đó chính là về chiếc đôn tròn. Như mọi người thấy thì những cái bộ bàn ghế khác thì đa số là sẽ là đôn vuông hay là đôn chủ nhật đúng không ạ? Nhưng mà cái này điểm nhấn đó chính là đôn tròn, mình có thể dùng để trang trí. Mặt đôn thì cũng được cẩn veneer và cẩn nu cho đồng bộ với bộ bàn ghế. Đây, những phần yếm này được chạm tay, những cái hình ảnh họa tiết này tuy nhỏ nhưng mà phải mất thời gian rất là lâu để tạo nên nó. Đây, xung quanh cái hình tròn như này. Và đặc biệt nhất là phần chân. Chân này là chân trụ nguyên khối. Đó, được đục chạm trên nền gỗ luôn. Dát vàng thì như mọi người thấy ở đây thì nó tạo cho mình cảm giác là sáng bừng cả một góc luôn đúng không ạ? Và đối với cái bộ bàn ghế này thì khi mà mọi người mua một sản phẩm thì chắc chắn cái phòng khách đó cần một chiếc tủ tivi đúng không ạ? Và đây là một sự lựa chọn hoàn hảo đối với cái bộ sofa này ha. Chiếc tủ tivi thì được làm đồng bộ với bộ bàn ghế luôn, là được cẩn veneer, cẩn nu và dát vàng phun toàn bộ. Và điều đặc biệt nhất ở đây đó chính là về phần mặt á, thì sẽ được sơn tráng gương nhìn rất là bóng và đẹp đúng không ạ? Và về phần hoa văn của chân, đây mọi người có thể thấy là được làm rất là cầu kỳ và bắt mắt. Độ dày của nó phải nói là khá là dày dặn luôn, khi mà mọi người đến trực tiếp tại cửa hàng thì mới trải nghiệm được cái sản phẩm nó đẳng cấp và nó sang trọng như thế nào ạ. Và sản phẩm đang được trưng bày tại chi nhánh Bình Tân tại địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà mọi người có thắc mắc hay muốn quan tâm thêm về sản phẩm thì hãy alo em với số 0938 200 165 để có thể tư vấn và hỗ trợ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.